Dạ hello mọi người, lại là hôm nay lại là Mập đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến kênh Mập Dưới Vlog nha. Hôm nay Mập cuối cùng với mọi người lượn quanh một vòng Sài Gòn và sáng sớm, và bên em xin giới thiệu đến một địa điểm thật sự là lần đầu tiên có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là lễ hội trái cây được tổ chức tại bến Bình Đông, quận 8 mọi người. Mỗi năm thì bến Bình Đông được biết tới là sẽ có lễ hội chợ hoa diễn ra vào Tết, nhưng mà năm nay thì vào mùa hè năm nay thì bên bến Bình Đông có tổ chức lễ hội trái cây á mọi người. Anh nghe nói đâu là rất là nhiều ha, trái cây từ miền Tây lên lễ hội trái cây bến Bình Đông trên bến dưới thuyền đó, cũng đúng là một câu chuyện gần của mọi năm. Thì năm nay nó sẽ có nhiều thứ đặc sắc, em sẽ mời mọi người cùng với em, mình sẽ đi trải nghiệm thử tại quận 8 lễ hội trái cây trên bến dưới thuyền thì có những gì nha. Rồi em mời mọi người đi cùng với em ạ. Dạ thì nãy giờ thì mình đi xe ở bên tờ quận 10 quá mọi người, kẹt rất là nhiều á, cho nên hiện tại thì em cũng đã đến được quận 8 rồi mọi người. Đây là đi phía trong nè, em đi muốn đi dạo quanh một khu, lần một cái khu chợ, với lại ở trong này á có chợ sống củi cũng lớn lắm. Em đi dạo một vòng cho mọi người tham quan ở khu vực này nha, xong rồi em sẽ ghé vào bến Bình Đông, sẽ giới thiệu rõ hơn về lễ hội trái cây năm nay nha mọi người. Rất là đặc sắc luôn, rất là nhiều trái cây nhiệt đới để mọi người đến đây mua sắm và thưởng thức trái cây tại đây. Mọi người cùng theo chân em ở khám phá khu vực quận 8 này nha, có nhiều điều thú vị đang chờ đợi mọi người lắm bạn. Em mời mọi người. Trái cây vào lần thứ nhất đang tổ chức tại bến Bình Đông, không khí nó đang rất là sôi động luôn mọi người. Mọi người cùng theo chân em để khám phá ngôi chợ này nhé. Thì ở bên này thì sẽ đây một cái bãi giữ xe cho mọi người đó. Mọi người ở đây giữ xe ở có giá là 10.000 đó. Rồi em sẽ quay cho mọi người ha, sự nhộn nhịp tại bến Bình Đông ngày hôm nay ha mọi người, đó rất là đẹp luôn. Mọi người sẽ đua nhau đi chụp hình, thì mọi người cùng theo chân em sẽ giới thiệu cho mình ha vẻ đẹp và cảnh quan ở tại lễ hội này như thế nào nhé. Dạ em xin chào quý anh chị ạ, thì hiện tại là em đang ở bên địa chỉ là tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền ha, có thời gian là tổ chức nè từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 nha mọi người. Đây là toàn bộ cảnh quan của bến Bình Đông hiện tại. Thì mọi người có nếu mà muốn giữ xe thì mọi người ở bên kia nha mọi người. Thì hiện tại đang có giữ xe cho mọi người á, thì mọi người cùng theo chân em sẽ dẫn mọi người đi tham quan ha lễ hội trái cây ở tại đây như thế nào nhé. Rồi xe cũng hơi đông cho nên mọi người đi qua cẩn thận nha mọi người.
Rồi bắt đầu của chúng ta là gian hàng hả? Đây là gian hàng triển lãm trình diễn nghệ thuật trưng bày mâm ngũ quả nha mọi người. Thì hiện tại ở đây sẽ là có dừa nước nè, câu nè, còn ở đây là sẽ thu thập ha. Đó, sắp xếp hai con rồng rất là đẹp đó. Giúp giùm cho hai cha con anh Tấm. Thì đó, thì ở này thì của nghệ nhân Hoàng Minh Sơn. Thì ở này bài trí nhìn rất là đẹp, rất là công phu mọi người. Sử dụng tất cả những nguyên liệu từ thiên nhiên đã tạo nên bức ảnh rất là đẹp. Hơn nữa mọi người, ở đây còn có một món ăn ha. Đó, chuối nếp nướng. Đó, bàn tay linh hoạt của cô á, thì những trái chuối ha, được nướng và làm rất là gọn gàng luôn á mọi người. Đây, đó, nhân hàng. Còn đây có những ha, đây, rau câu dừa, chè dừa dầm, chuối nướng, chè trái cây cho mọi người đầy đủ luôn. Đây là gian hàng ha, nước giải nhiệt, rau củ quả, trà thảo mộc ha mọi người. Còn hiện tại đây là quầy quầy bánh của miền Tây ha, bánh bò, bánh phô mì nướng. Còn đây bánh chuối ha, các loại bánh của miền Tây. Đây, thanh long ruột đỏ nè mọi người. Đó, mùa đây mùa của mùa hè mọi người, thật sự là trái cây rất là đa dạng luôn, từ măng cụt, dưa lưới, cam ha, sầu riêng, ri sáu nè mọi người. Đó, mọi người thấy gai không? Đó, chỗ gai rất là đẹp luôn. Đó, còn hơn cái này nữa là đó, mô hình gian hàng để đến từ chợ Lách nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn đó, không rảnh rất là đông vui ha. Cho dù trời chưa rất là nắng gắt nhưng mà mọi người rất là hào hứng khi mà đến với chợ này. Còn đây là chú đang vẽ chân dung rất là đẹp luôn, cùng với đây là tòa he mọi người. Đây, nhà hàng bánh ú lá tre. Thôi, tới quầy này thì quá trời trái cây luôn mọi người. Đây đó. Đó, măng cụt nè, trái mây nè. Đó,
bí. Gian hàng này là những trái cây nhập khẩu nè mọi người. Sầu riêng bát ngát luôn. Bưởi. Ồ. Dâu dê nè, đào, mận, đúng là lễ hội trái cây luôn. À. Đó. Thấy mọi người ha. Đi mà có gặp thác nước ở đây. Đây thì có quầy luôn. Có kem cuộn nha mọi người luôn. Đó, chè dâu. Đây, gỏi đu đủ, có trà tắc. Mọi người luôn. Nói chung là mọi người chỉ đi đến đi chơi thôi và mình sẽ mua được những trái cây rất là ngon. Cực kỳ đã luôn á mọi người. Đó. Này, cốm. Kè na, xoài cốc ngâm. Đó, mận đó nè mọi người, kem nè. Đó, mọi người thấy đã không? Đó, hạ nhiệt mùa hè luôn. Này đúng là cảnh quan trên bến dưới thuyền đó mọi người. Đây à, có tàu của cảnh sát biển rồi đó, đúng là bến tàu luôn. Trên này thì bán cái giống cây nữa, là cây mít nè mọi người đó. Rồi cũng ở đây thì rất là nhiều xe cũng lên để nhập hàng, cũng có nhiều lắm mọi người ha. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh đó, thì mọi người cứ ghé ở đây ha. Nó tới kéo dài tới tối ngày 4 mới hết rồi đó, thì mọi người có vẫn còn thời gian tầm 4 đến 5 ngày để mọi người có thể ghé ở đây và mua những cái sản phẩm trái cây nhiệt đới của mình để mình thưởng thức vào mùa hè năm nay mọi người. Giá cả cũng phải chăng nữa. Dạ. Như mọi người cũng thấy không, trưng bày rất là nhiều hàng luôn á mọi người. Có hàng mới nhập lên á mọi người. Lại ở đây á mọi người, ở miền Tây á buôn bán rất là vui tính nha mà mọi người. Đó, mít quá trời luôn á, mít mới lên để mới nhập chưa khui ra luôn á mọi người. Đó, khung cảnh rất là náo nhiệt, rất là vui với lại người miền Tây á. Đó, thật thà chất phát với lại vui tính đó mọi người. Ngoài đó còn có mọi người còn thấy giống thanh long vàng đúng không? Đó, nhìn nó là đã hấp dẫn á mọi người. Em quay cho mọi người xem nha. Đó. À, nhìn trái đẻ quá trời luôn á mọi người. Trái cây đặc biệt là sầu riêng ri sáu mọi người. Đó, ngập tràn luôn. À. Nói chung là lần đầu được tổ chức về lễ hội trái cây thì chắc chắn là cũng sẽ có thiếu sót, nhưng mà như vậy là thấy rất là ổn luôn mọi người. Nếu mà sau này có cơ hội lần 2, lần 3 hay nữa thì gian hàng làm đẹp hơn so với lễ hội hoa xuân, nhưng mà
Vậy là quá ổn rồi mọi người. Đó, cái gian hàng nó kéo dài ha, từ đầu đường bến Bình Đông cho đến gần cuối đường luôn mọi người, vẫn rất là nhiều gian hàng luôn. Đó. Sầu riêng rất là ngon luôn á mọi người. Cái này thì có mận đá là nhiều mọi người. Bự. Quá đã luôn. Còn có cả mắm ba khí nữa mà mọi người. Miền Tây và xe mít. Nhìn rất là vàng ươm luôn mọi người, mít, mít chuẩn Thái luôn á. Nhìn cái thớm mít á, nó sẽ không có vàng, vàng nhiều. Với lại là nhìn nó giòn á mọi người, giòn của mít Thái á, rất là đã luôn mọi người. Đó. Đây nè, cho em thêm một cái túi nữa nha. Rồi, ok. Có cái bạch đi. Có cái bạch đi. Có cái bạch nhỏ không? Ủa, không có bạch lắm, em bạch nhỏ. Có cái bạch. À, cái cây ngon quá em quên hết lấy tiền ngon á mọi người. À, nói chung là mận đường thì hiện tại thu hoạch được 2 ký mận đường á mọi người. À, thì 2 ký này nói chung là rất là nặng luôn á nha mọi người. À, có sự chia sẻ từ chủ vựa luôn, chỉ cho mình cách lấy được mận ngon luôn á mọi người. Nói chung ở người miền Tây nói chung ở đi đâu cũng vậy. À, em đi bao nhiêu chuyến miền Tây cũng vậy, cũng thấy người miền Tây rất là thật thà, chất phác luôn, chỉ tận tình luôn đó nha mọi người. Cho nên mọi người có coi clip của em thì mình ghé ủng hộ ha. Người dân ở đây cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Dạ, thì sau khi mà trải nghiệm xong lễ hội trái cây tại bến Bình Đông á, thì em đang trên đường về. Thì em xin cảm ơn mọi người xem clip của em, em xin dừng clip ở đây ạ. À. Thì
Và mọi người nhớ cho em đăng ký một like, một share để Mặc Dù Hí Vlog để có thêm tinh thần và có thêm động lực để ra tiếp tất cả các clip liên quan tới du lịch ẩm thực để cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ em ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.